các bạn thân mến, trước mắt các bạn là vườn mộc của trang trại sinh vật cảnh Thắng Lộc ở tại địa chỉ khu 2, xã Hà Lộc, thị xã Phú Thọ. Trang trại Thắng Lộc chúng tôi chuyên trồng và cung cấp cây bọc hương các loại đến quý khách gần xa với nhiều chủng loại cây khác nhau, từ cây nhỏ trồng vài năm đến cây lâu năm đáp ứng mọi nhu cầu của quý khách. Mộc hương là loại cây thân gỗ, sức sống rất mãnh liệt, không bị sâu bệnh, tuy nhiên rất là chậm lớn, nên để trồng được mỗi một cây gốc to đẹp sẽ phải trồng rất lâu, đến vài chục năm. Và mùa hoa nở sẽ rất đẹp, hoa nở từ thân cây ra đến ngọn, tỏa hương thơm dịu mát khắp nhà. Các cây mộc gốc to thì phải trồng từ 50 năm đến 100 năm mới có, thường là do từ đời ông bà trồng truyền lại cho con cháu. Vì thế mỗi cây đều mang một ý nghĩa đặc biệt, từ ý nghĩa lịch sử đến tâm huyết của người trồng. Cây phù hợp trồng ở khuôn viên nhà, vườn, biệt thự, công trình và các khu nghỉ dưỡng. Cây cần ánh nắng nên không thích hợp trồng trong nhà. Chúng tôi cung cấp đầy đủ chậu, cây, đất mùn và nhân công trồng hoàn thiện tại nhà cho quý khách nếu có quý khách yêu cầu. Đối với cây mộc hương thì loại bé sẽ được gửi bưu điện Viettel, gửi xe khách hoặc ghép xe tải cho phù hợp với cước phí hợp lý. Đối với cây co to cổ thụ thì chúng tôi sẽ bố trí xe riêng chuyển đến địa chỉ của quý khách. Quý khách có nhu cầu vui lòng liên hệ để được tư vấn đầy đủ và chu đáo nhất. Hotline tinh 0914 480104 0972 561 540. Các bạn ạ, để trồng được một cây mộc theo ý mình thì cũng phải cần thời gian rất là nhiều năm. Mà trước mắt các bạn, đây là vườn cây giống của bọn mình, thì chúng mình đã ươm đến nay là 2 năm. Các bạn có thể nhìn, tức là cây cao độ khoảng tầm 80 đến 1m2, do cái cách trồng và cái kỹ thuật của bọn mình thì từ dưới gốc cây mà lên đến độ 1m thì cây bắt đầu mới phân nhánh. Đấy, các bạn nhìn trước mắt các bạn, tức nó rất là thoát. Thế sau này khi mà nó thành cây to rồi thì nó cây nó trực và nó phân cành ở thế cao, trông rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn trên màn hình là qua cái thực tế. Thế thì ngay từ lúc còn bé này nó đã nở hoa khắp toàn thân và nó tỏa một hương, một cái mùi hương dịu mà đối với mỗi khu nhà biệt thự thì chúng tôi thấy rằng là nên trồng những cái cây này thì nó có tác dụng để làm cho không khí trong lành và cũng là làm cho một cái cảnh quan, để tạo cho cái cảnh quan của biệt thự của các bạn. Các bạn có thể tham khảo qua các cái cây giống của mình. Nếu các bạn cần thì liên hệ trực tiếp với mình và bên trang trại sinh vật cảnh nhà vườn Thắng Lộc, chúng tôi sẽ cung cấp cây giống theo nhu cầu của các bạn. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Rất mong được sự ủng hộ và đơn đặt hàng của các khách gần xa. Xin chào, tạm biệt các bạn.